Vâng, chào mừng các bạn đã đến với linh kiện và đăng 9.vn. Ngày hôm nay bên mình sẽ tiến hành test bo gồm 10 mạch khuếch đại 3.1 V1. Thì số thứ tự hôm nay em sẽ test là từ C41 đến C50. Sản phẩm này bên em cung cấp với giá là 230.000. Sản phẩm này nhá, nó sẽ đi kèm một cái rắc 3 chân, rắc kín hiệu để các bạn kết nối nhá. Và nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này, các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể truy cập vào Sendor, Shopee, Lazada, các bạn đặt hàng và tìm kiếm shop của bên mình có tên là linh kiện 789 nhé. Ok, thì đi vào cái cách đấu nối như sau. Đầu tiên là các bạn chuẩn bị cho mình một cái nguồn DC 12 đến 24V DC, bạn kết nối vào hai cái cực âm dương của nguồn này nhé. Và tiếp theo là nó sẽ cho ra hai kênh, hai kênh này với công suất tổng hai kênh là 300W, mỗi một kênh là 150W. Và cuối cùng là cái rắc 3 chân để các bạn kết nối nguồn tín hiệu âm thanh. Ok, em sẽ dùng cái bài nhạc này để test nhạc hôm nay nhé. Em sẽ test từng tiếng loa một.
Thank you.
We'll be right back.
Ok, như vậy là toàn bộ 10 sản phẩm nem test hoạt động bình thường, không vấn đề gì. Và rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những sản phẩm tiếp theo.